phương án nào để đảm bảo để đảm bảo những cái gì tới và cả lại khi các bài giảng cho các bạn học được khi mà đang nói là làm cái đơn là khi mà đến thu thập máu cho ruột non á
thì họ đi có các cái nhánh đi đến hỏng cảm của cảm, chúng ta gọi là các cái nhánh hỏng của cảm và cái nhánh hỏng cảm và cái nhánh của cảm đi đến, nhưng mà nó không có đi đến ruột mà nó đi đến ở trong, ở trong cái mặt keo thì là chia là nhánh mỗi cái một cái nhánh này, mỗi cái nhánh hỏng cảm, mỗi cái nhánh của cảm nó chia là hai cái nhánh, nhánh lên nhánh xuống, nhánh lên nó kết nối với lại cái nhánh xuống của cái và từ cái cung này nó sẽ tách ra thành các cái động mạch, và mỗi động mạch nó lại tách ra nó lên xuống, nó lên nó tách thành cung thứ hai, cung thứ hai, và từ cái cung thứ hai đó nó lại tách ra nó đạt cái cung thứ ba. Như vậy sau đó từ cái cung thứ hai cuối cùng nó mới có những cái động mạch như thế này để nó đi lên thành cung. Như vậy để nó đảm bảo là gì? Để đảm bảo nó phân phối đều, nó phân phối đều máu cho toàn bộ cái thành phần và một cái cục động mạch ở ngay sát cái thành phần. Thì hàng như nó có thể là biểu của cục máu đông thành phần ra, thì gọi là cục máu đông đảm bảo được là nhờ có sự phân phối của các cái nhám đường dưới thì máu nó còn đẹp. Thank you.
rồi như vậy là các cái nhánh bên này gồm ba mặt đá thể dưới nha, là mặt hõm trà, mặt bồi trà và mặt bồi cái trà sang đây, cái là mặt bồi cái trà sang đây thì nó không mặt bồi cái trà nó sẽ chia làm hai cái kia là mặt là mặt lên, là mặt lên thì nó tiếp nối với mặt cái trà phải rồi còn mặt mặt trà trước và mặt trà sau thì giống mặt trước và mặt sau mặt trà còn mặt bồi thừa thì giống bồi thừa ở cái đầu mặt còn mặt bồi thừa nó đi trong cái kia bồi thừa thì cứ ở đó
thêm nó lớn hơn không? Nó sẽ ra ngoài nên nó phải cùng nó xoay, nó xoay thì nó sẽ xoay như thế. Thì các cái nắng ở trên này là được rồi. Cái nắng trước đây là ở trên này. Thì là cái ở trong đó cái
khiến cho cái áp lực của nó rất là thấp, cho nên là cái họng này nó không có thẳng như là các cái mạch máu mà nó không suy như thế này, và chúng ta rất là dễ đặc biệt là phẫu thuật ở trong lòng người thì rất là dễ tổn thương cái ống khí này, tại vì cái mạch huyết là nó còn căng, nó có mỏng, nó bị mỏng, cho nên là rất khó phòng bị nó và nó cứ tổ nhỏ đó, cho nên là cái có lúc này thường là chúng ta bỏ qua thì nó là bài viết tại lòng được không thể phẫu thuật về lòng được. Như vậy là cái này ở cái bệnh này cái bài viết ở cái vùng này thực sự ra nó không có một cảnh mà nó màu như một sự ý vậy, tại vì là nó học thuộc nó được cái bài viết ở cái vùng đúng không? Đó là hai lá mà đó thì như là cái
Tiếp theo, giữa hai lá phúc mạng của Mạc Kêu có lá nhắn của Đạo Phật và chúng Mạc Kêu là đơn, các học và học thuyết lá nhắn trên cơ sở giấc mở đúng các em, đúng đúng không? Chiều rộng của Mạc Kêu lớn nhất ở khoảng giữa, cho đến khoảng 15 cm, giảm dần hai đầu đúng các em, đúng đúng không? À, chiều rộng ở giữa, cho nên là thường là người ta nắm bắt cái chiều rộng, cho nên là người ta trong các cái phẫu thuật của bộ phận từ đôi, có thể đôi ra cái quan trọng nào ra ngoài. Rồi, như vậy là tất cả ABC đều đúng ha. Tiếp theo, rễ mặt kêu được nó không đi ngang qua. Tuyệt. Rồi, hiểu không? Các em giỏi. Rồi, hôm nay thì các em đã rất là nhanh. Rồi, tùy nha, nó không đi ngang qua rồi, nó chỉ đi ngang qua cái phòng, còn ngang thì nó ra thôi. Nó đi những thứ tùy, nó qua cái thứ tùy. Để mà cái một con mà đi chéo từ bờ rừng, từ bờ bên trái đến bờ bên hai đến hết cuộc chậu phải đúng có sai em sai nó bên trái đúng không, bên trái đúng không, không một cái này là ta đi từ trung tâm ở đây chúng ta thấy từ đâu có từ thứ nhất thì thứ hai là nơi đặt bằng cái đằng dưới đi vào cái tủ cũng sai cái sai nơi đặt bằng cái đằng trên đi qua rồi thứ ba là nó không đi ngang qua mặt của bốn cái em sai luôn Thank you.
dưới là nắm của cái hoàn cảnh đây. Ở mặt sân mặt của đây là nhắm của đồng hồ kéo lên lên các tủy dưới đó, là mặt đá tủy cơ, mặt đá tủy dưới, là mặt tủy dưới, là mặt tủy lớn, và cái đèn cái này là mặt đá tủy dưới, đây là mặt đá tủy dưới thứ hai. Còn các cái mặt tủy dưới này là mặt tủy lớn, là tách ra từ mặt đá ha, mặt cái đèn cái tách ra từ mặt mặt đèn cái dưới ha, mặt đá tủy lớn tách ra từ cái mặt tủy dưới này. Rồi tiếp theo. Rồi thôi,